Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Chadapix. Lại là tôi đây. Rất vui là được cùng trò chuyện với bạn trong chủ đề lần này về động lực thị trường. Thì video gần nhất tôi đã nói về vấn đề về impulse và correction. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại. Và trong cái video lần này thì chúng ta như kiểu là ngồi lại để thống nhất với nhau những cái cách gọi trên thị trường. Vì những cái cách gọi này nó mang những cái ý nghĩa riêng biệt và những cái hệ quả đi kèm theo. Thì khi bạn gọi đúng cái tên thì tôi sẽ hiểu ngay bạn đang muốn nói điều gì trên thị trường. Vì vậy, bài này chỉ đơn thuần là cùng nhau xác định lại được một vài đặc điểm của một chuyển động. Sau đó chúng ta sẽ cùng cho cái chuyển động đó một cái tên. Đó chính là ý nghĩa của cái video ngày hôm nay. Ok, phải bắt đầu nhé. Thì đây là cái... đây là những cái gì mà tôi vẽ từ cái video ngày trước về MACD nha. Ok, mình tiếp tục nhé. Thì mình sẽ dùng lấy cái kết quả của ngày video ngày hôm trước mình nói luôn. Chẳng hạn như chúng ta sẽ cùng phân tích cái chuyển động này. Đâu rồi nhỉ? Đây. Tôi muốn bạn tập trung vào chuyển động này nhé. Tôi sẽ tắt hết những cái gì đây. Rồi. Từ đây tới đây thôi. Con mắt bạn sẽ nhìn từ đây đến đây thôi, phần trước đừng có nhìn nhé. Mình cắt từng phần ra, mình làm cho nó gọn. Thì bạn có thể dùng một trong hai phương pháp là Trendline và MACD để bạn xác nhận. Đối với trường hợp này, việc dùng phương pháp MACD là chính xác nhất. Trendline thì không khiến bạn ra được quyết định sai trong trường hợp này đâu, nhưng nó không đủ nghĩa. Vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu từ việc ban đầu nào. Chúng ta sẽ bắt đầu từ dưới này. Để chúng ta khi đánh dấu, tại sao tôi lại dùng cái từ là đánh dấu nha? Vì trên thị trường có trong một thời điểm nhất định nó có rất nhiều những chuyển động kèm theo bên trong nó. Nhưng bạn sẽ không thể nào mà đọc hiểu được thị trường nếu bạn không làm điều sau đây. Bạn phải đưa toàn bộ cái hệ quy chiếu mà bạn nhìn thị trường hoặc là về một mảnh hoặc là về ba mảnh, tức là ba chuyển động hoặc là một chuyển động. Bạn chỉ đưa về hai hệ số này thôi. Nếu bạn để hệ số này nó phát triển thêm thì bạn sẽ không có khả năng mà hiểu thị trường đang nằm ở vấn đề nào. Chẳng hạn như có những cái mảnh mà tôi lại bảo bạn là nên phá vỡ nó ra thành ba mảnh, có lúc thì tôi lại bảo bạn là gom ba mảnh về một mảnh, có lúc là tôi lại bảo bạn là bạn hãy xuống một cái khung thời gian nào cho đến khi mà bạn thấy ba mảnh. Chẳng hạn như ở đây bạn chỉ thấy một mảnh thôi, nhưng đến cái thời điểm bạn thấy ba mảnh thì bạn mới hiểu được thị trường. Vì sao? Vì bản chất thị trường nó có nhiều mảnh. Mình phải dùng một cái hệ quy chiếu. Thì khi mình dùng hệ quy chiếu đó thì mình mới hiểu được. Thì chúng ta hãy cùng gọi một cái ngôn ngữ chung, đó chính là hệ quy chiếu một mảnh và ba mảnh. Thì tôi sẽ nói ngắn gọn hơn là nói là thị trường chỉ gồm có một mảnh và ba mảnh nhé. Ok, vậy thì khi mà bạn nhìn thị trường thì bạn sẽ thấy là chuyển động như sau. Một. Thì đây là ba mảnh của thị trường. Ba mảnh được hình thành từ bốn điểm. Tại thời điểm này, nếu bạn thấy MACD nó thể hiện được rằng đây là số 0 nha. Đây là số 0 này. Và bạn thấy MACD thể hiện được rằng chuyển động lên, sau đó chuyển động tăng. Tăng mà không cần phải crossover nha, chỉ biết là cái đằng sau với cái đằng trước này tăng, thì bạn tạm gọi đây là WXY. Thì WXY là một cái từ mà bên sóng Elliott hồi giờ họ dùng. Nhưng mà tôi sẽ dùng lại, và tôi dùng lại cái tên thôi nhé. Thì khi bạn dùng, bạn đánh dấu cái thị trường bằng WXY thì tôi hiểu được rằng ý bạn đang nói thị trường vẫn còn động lực tăng. Vậy thì việc tiếp theo trên thị trường là chúng ta sẽ dự đoán thị trường tiếp tục tăng. Rất đơn giản đúng không? Nó chỉ có như vậy thôi. Và chúng ta sẽ thống nhất cách gọi này nhé. Và tương tự như vậy, nếu bạn thấy động lực thị trường ngược lại, tức là một này, giá giảm nha, giá tăng đi, tiếp tục tăng đi, cũng tăng, đây, hơi có sẵn cái này, 1, 2, 3, 4, chúng ta có một xu hướng tăng. Nhưng kỳ này, thật ra tôi vẽ cái này nó cũng chưa giống thực tế nó phải trông như thế này cơ. Thì mới ra được cái hình dạng của WXY. Còn nếu mà bạn vẽ trong như bên phải này, tức là phá đỉnh nhưng không đi xa mấy, thì bạn sẽ ra được hình dạng của một cái loại
Label tiếp theo, label tức là tôi đang dùng cái từ tiếng Anh nha các bạn, tại vì trong video thì có nhiều bạn vẫn không theo kịp khi mà mình nói bằng tiếng Anh đó, thì cái này mình dịch ra là dán nhãn, thì mình sẽ dùng cái từ label. Thỉnh thoảng mình đọc tiếng Anh thì các bạn hiểu theo mình nhé. Thì đây gọi là label, tức là mình đang dán nhãn, mình đang gọi tên thị trường, mình đánh dấu nó với một cái tên gọi nào đó để mình biết được động lực mà mình đang sử dụng là gì. Thì nếu mà bạn thấy hiện tượng này, đây thị trường tạo một đỉnh mới, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng động lực thị trường lại không nói như vậy. Động lực lại là một cái điều ngược lại, chính là tạo divergence, tức là phân kỳ. Thì sau khi hiện tượng phân kỳ, chúng ta sẽ gọi cái chuyển động này là chuyển động ABC. Vậy thì những gì xảy ra sau ABC và WXY là điều mà bạn cần phải biết và phải nắm được sau cái video lần này. Thì trước mắt bạn cần phải hiểu đã, khi động lực tăng mình cùng gọi nó là WXY, và khi động lực có dấu hiệu phân kỳ hay có nói cách khác là động lực giảm, mình sẽ gọi nó là ABC. Ok, tiếp tục nhé. Và ngoài ra thì ABC và WXY, nếu các bạn dùng cái công cụ của TradingView thì bạn rất dễ để hiểu được là khi mà bạn đánh dấu nó với một cấp độ từ trên xuống. Thì đây là từ tiếng Anh nhưng bạn không cần phải biết nghĩa nó là gì đâu. Bạn chỉ cần biết là đây cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3. Cấp độ 1 lớn hơn cấp độ 2, cấp độ 3. Và cấp độ 3 thì lớn hơn cấp độ 4. Nói chung là số càng tăng thì cái cấp độ càng giảm. Hoặc bạn hiểu ngược lại cũng được. Hay là bạn nói chứ sắp xếp đây là thứ tự giảm dần về cấp độ. Đầu tiên là to nhất, đây là thấp và đây thì thấp hơn. Cứ như vậy. Ok, bạn hiểu nôm na như vậy nhé. Thì trong một cái chuyển động, bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ có 5 chuyển động như sau. Nhiệm vụ của bạn là phải đưa 5 chuyển động này về 3 chuyển động hoặc một chuyển động. Ý nghĩa về một chuyển động thì tôi phải nói ở bài khác rồi, vì bạn sẽ chưa nắm kịp nếu tôi nói về một chuyển động đâu. Nên việc mà bạn thấy nhiều hơn 3 chuyển động, bạn phải đưa về 3 chuyển động thì bạn mới có khả năng hiểu được thị trường. Thì với công cụ này bạn sẽ phải tách. Thì rất nhiều trường hợp bạn tách như sau. Bạn tách xong thì thị trường nó quay về là một chuyển động thôi, thì lúc này bạn sẽ có được hình dạng nó như sau. Tức là bạn sẽ có 3 chuyển động. Còn những cái chuyển động này thì mình sử dụng một cái màu khác đi. Chuyển động màu 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 màu, màu xanh đi. Tức là 3 chuyển động này nó sẽ có một cái cấp độ nhỏ hơn. Mình sẽ đánh dấu bừa là WXY nhé. Thì mình sẽ phải đặt cho nó là cái cấp độ to hơn này. Mình ví dụ nếu mà mình đặt intermediate hoặc là một cái nào cụ thể thì primary cũng được. Thì khi mà mình đặt như thế này thì buộc mình phải đặt cái ông nhỏ hơn này ở một cái cấp độ nhỏ hơn. Dưới primary sẽ là bất kỳ cái nào cũng được, bạn chọn nào cũng được, minor đi. Thì cái WXY này nó sẽ nhỏ hơn và mình sẽ đặt phía dưới này như thế này nhé. Và bên cạnh đó mình cũng sẽ đổi màu. Những cái cấp độ nó bằng nhau thì mình sẽ cùng dùng một cái màu nó giống nhau, còn khác màu nhau tức là nó khác cấp độ, để mình có thể dễ diễn giải cho các bạn hiểu được, các bạn thống nhất với mình là như thế này nhá. Còn khi mà mình đã làm quen rồi thì mình sẽ không hề làm những cái điều này mà mình vẫn hiểu được, vì nó đã phát triển với cá nhân mình thì nó đã phát triển thành cái kỹ năng và mình có khả năng nhìn được mọi điều này và không cần phải vẽ cái gì hết, không cần phải đánh dấu nữa. Còn trong khuôn khổ video thì mình phải đánh dấu để các bạn có thể hiểu. Ok, vào đây nào. Chẳng hạn như bạn mình bảo bạn là phải nhìn toàn bộ như thế này, thì đây là có rất nhiều mảnh, tức là một mảnh này, hai mảnh, ba mảnh. Trên ba mảnh là mình phải 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 gộp mảnh rồi. Còn trong khi đây nó rất nhiều mảnh thì buộc mình phải tăng khung thời gian lên là daily. Thì hãy cùng daily xem. Ok, daily thì nhìn được là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mỗi lần mà có một cái dấu này, tức là có hiện tượng crossover nha bạn, thì mình phải lên khung thời gian cao hơn nữa, tức là mình sẽ lên 2 ngày. Đây, khung thời gian này là rất tuyệt vời để bạn phân mảnh. 1, 2, 3. Vậy thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có một cấp độ sóng
1, 2, 3. Và chúng ta sẽ chuyển nó lên là cao nhất. Rank Superior Cycle. Thì các bạn sẽ thấy như thế này. Nhưng khi các bạn chuyển ngược về Daily thì các bạn đã đánh dấu được chúng ta chỉ có 3 chuyển động thôi. 1, 2, 3. Các bạn đã đánh dấu nhờ vào khung thời gian là 2 ngày. 2 ngày thì bạn đã đánh dấu được là 3 chuyển động. Nhớ nhé. Thì khi mà bạn xuống khung thời gian thấp hơn thì bạn sẽ thấy tới tận 5 chuyển động. 5, 6, rất là nhiều chuyển động ở đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chuyển động. Nhưng thật ra là cho cái vùng hồi này nó có 5 chuyển động lận. Khi các bạn thấy 5 chuyển động này thì các bạn phải hiểu được rằng chúng ta đang nhìn thấy 5 chuyển động nhỏ của cái ông X này. Ông X này kéo dài từ đây nè, kéo xuống đây nè. Hình dạng của nó như sau. Hình dạng của ông W bắt đầu từ đây. Tôi không biết nó đi như thế nào, nhưng mà khi mà dùng khung thời gian cao thì bạn sẽ lọc nó, bạn thấy như thế này. Thì khi bạn xuống khung thời gian thấp hơn, bạn sẽ không hề bị loạn, mà bạn chỉ biết được là nhiều mảnh đang bắt đầu xuất hiện. Nhưng những cái mảnh nhiều này nó thuộc cái ông X này. Các bạn hiểu chưa? Nhưng để hiểu được nó thì bạn phải biến nó về 3 mảnh. Hiện tại nó đang vẫn là 5 mảnh, bạn sẽ không hiểu gì đâu. Bạn sẽ lên một cái khung thời gian, tức là giữa daily và 2 day. Thì bạn sẽ lên khung thời gian là 1 ngày rưỡi. Thì 1 ngày rưỡi nó tương ứng với lại là khoảng 36 tiếng. Ở đây không cho 36 tiếng thì mình tạm lên 30 tiếng cũng được. 26 được không nhỉ? Nó không cho thì mình để xem. Nó có một cái công cụ mà chỉ dành cho những cái bạn ở đây nó không chạy rồi. Ok, vậy thì mình sẽ dùng một cái công cụ miễn phí tiếp theo là mình lọc. Mình thay đổi cái hệ số của Marty thì mình cũng có thể lọc được. Chẳng hạn như là đây là một cái mẹo thôi nha. Bạn nhìn này, khi mà mình dùng cái khung thời gian bên này thì phải xóa đi hết đi. Daily. Daily và đây cũng là daily. Rồi nhé, hai cái bên trái và bên phải đều giống nhau hết nhé. Rồi tập trung nhé. Tôi sẽ xóa, tôi vẽ lại nha. Đây là bên trái này. Đây là bên phải này. Hai cái nó đồng bộ với nhau. Thì khi nãy mình đã dùng được là WXY. Thì bên này nó cũng sẽ tự động nó tích dấu cho mình WXY. Mình sẽ nhét một cái Marty vào. Thì Marty của bên phải sẽ là của 2 ngày. Các bạn nhìn nhé. Bây giờ mình chuyển lên 2 ngày nhé. Thì bên phải là 2 ngày. Thì toàn bộ cái vùng này, đây chỉ là một mảnh, nhưng bên đây nó là 5 mảnh. Các bạn thấy rõ chưa? Vậy thì mình cần phải filter bên trái này về 3 mảnh để mình có thể nhìn rõ hơn. Thì mình không thể nào dùng cái công cụ mà Marty, cái thời gian mặc định được. Thì mình có nghĩ ra một cách mẹo là mình sẽ đưa cái này lên hệ số 1,5. Tức là 12 mình sẽ chuyển lên 18, 26 thì mình cộng cho 13 nữa là 39. Thì mình sẽ lên được cái, đây là Marty của 1,5 ngày này. Đây chính xác là Marty của 1,5 ngày nè. Này nó quá nhiều thì mình sẽ giảm đi hệ số là 2 và bên đây khoảng. Để mình tính lại xem. Mình sẽ chuyển lên 15 đi. Chuyển lên 33. Vẫn chưa được. Thôi mình dùng cái công cụ này nha. 26. 1,25 thôi. 1,4 thôi. Vẫn chưa được. 1,45 chắc được. Ok, 1,45 được rồi này. Thì các bạn nhìn đây. Đây là một mảnh. Nó chỉ nói là xuống và lên đối với thị trường bên phải. Nhưng mà bên trái thì nó lại nói với mình là có một mảnh xuống, mảnh lên, mảnh xuống. Cái việc dùng Marty này mình sẽ hướng dẫn sau nha. Hướng dẫn sau nha. Các bạn đừng lo. Xuống này, lên này, xuống này. Còn 3 mảnh thì mình sẽ nhận định được rằng
toàn bộ cái mảnh X này nó chỉ có 3 chuyển động, 1, 2, 3, 1, 2, 3, và mình sẽ đánh dấu nó là WXY. Được chưa? Và mình vừa dùng cái này Grand Super Cycle, tức là nó bằng với bên này, thì mình phải chỉnh xuống khác đi một bậc. Mình sẽ chỉnh xuống Cycle thôi và mình chuyển màu đi để đánh dấu nó. Thì đây chính là hai cái cấp bậc cấu trúc thị trường trên 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 cái cả chuyển động lớn này. Chúng ta có những chuyển động nhỏ này, nhưng nó chỉ là những cái chuyển động thấp hơn của thị trường. Ok, vậy là bạn đã hiểu được rồi. Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở phần sau là những ý nghĩa của WXY và ABC, tại sao mình phải học nó.